Và các bạn, tiếp tục series về Avid Demet thì ở video trước mình có nói với các bạn về cái filter still image để khiến cho cái file hình chúng ta thành một file video. Đây là vẫn còn cái file cũ nè, rồi still image. Rồi ở đây hôm nay mình sẽ tiếp tục series đó, mà mình sẽ nói về một cái chức năng mà ở đây nếu mà bạn nào có làm bên mảng quảng cáo, đặc biệt là mảng cáo mà LED á, các bạn sẽ biết đó là chúng ta thường chúng ta cần cho cái file nó scale, nó stretch lại. Giống như file này là file ngang, chúng ta cần stretch nó lại thành một cái file 16 chính. Nhưng mà thay vì chúng ta phải ném vô Photoshop hay chúng ta ném vô Adobe Premiere, DaVinci Resolve thì chúng ta đã làm nhanh Avid Demet. Ở đây mình sẽ làm nhanh qua cái, các bạn chọn cái filter là SWS Resize ha. Rồi ở đây các bạn bỏ chọn Lock Aspect Ratio, bỏ. Các bạn nhập cái thước các bạn muốn nó chuyển về. Ở đây nó sẽ, nếu mà mình nhập cái thông số này nó stretch nha, nó stretch cái file, nó fill banh cái file ra thành một cái tỷ lệ mới. Rồi 920 50, ok. Rồi bây giờ review. Ê, xin lỗi mình nhấn nhanh quá. Rồi ok, đó, thấy không, cái file này nó đã bóp lại thành file tỷ lệ 16 chính. So với file gốc là một cái file 24 2004 x 20 nó bóp lại. Đó bây giờ mình sẽ lâu cho nó sao lại. Đây mình sửa lại tủ 920 x 1080. Ok. Ok. Đó. Các thấy không? Đây là cái file đã chuyển đổi. Còn đây là cái file nếu mà giữ nguyên tỷ lệ. Đó, hai cái khác nhau. Đó, nó sẽ bóp lại. Coi lại trong RT thì nó rõ chắc cú hơn nè. Rồi, 1920 x 1080. Frame rate 25. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn, gặp các bạn trong những video lần sau.